trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị là siêu phẩm Ford Ranger. Đó, một siêu phẩm vừa mới cập bến luôn. Xe là 2022 mới cáo mới chát. Vừa về cái là mình quay mình chia sẻ với quý vị liền. Đây, màu xám Ford Ranger, phiên bản cao cấp nhất của dòng Ranger quay chắc. Đó. Ngoài trừ cái con Raptor ra thì dòng bán tải Ford Ranger dòng quay chắc này là dòng cao cấp nhất, được trang bị rất là nhiều cái tiện ích tiện nghi. Và đây màu cam. Màu này là màu đặc trưng và đặc biệt nha. Dòng xe Ford bán tải là khi mà mình nhìn vô cái màu cam này thì chỉ có là dòng cao cấp quay chắc là mới có cái màu cam này thôi. Còn nếu như mà quý vị muốn lấy cái màu cam thí dụ như lấy dòng XL hoặc là XLS, XLT rồi đó, thì muốn lấy cái màu này buộc lòng là phải sơn lại ha. Đó, đây là dòng đặc trưng đó, màu cam. Rồi, xe thì được trang bị là rất nhiều cái option nha, những cái trang thiết bị tiện ích rồi là an toàn rồi nữa. Xe là mới cập bến luôn ha, cho nên là còn bọc ni lông luôn nè, chụp ni lông luôn đó, cực kỳ quá tuyệt vời. Quý vị nào mà muốn sở hữu một cái con xe Ford Ranger quay chắc 2022 thì phải nhanh tay mới được, tại vì hiện tại thì tất cả các đại lý luôn xe là còn rất ít đó. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau khám phá cái xe này. Cái phần lưới tản nhiệt mặt ga lăng nè được thiết kế với cái hình dạng là đa giác nhận tổ ong đó. Đó, đây là cái xu hướng hiện tại trên tất cả các cái dòng xe luôn, đặc biệt là phân khúc mà xe mà hạng sang á ha, hạng sang đó, thì cái phần lưới tản nhiệt này, cái mặt ga lăng này thiết kế hình dạng tổ ong, nhìn thấy thứ nhất là nó thẩm mỹ, thứ hai là nó rất là ngầu nha. Khi mà mình đi cái xe đối diện á, mình nhìn á rất là ngầu, màu đen ha, màu đen sáng bóng. Phần cản cũng vậy luôn, cùng một cái tông chủ đạo luôn là màu đen, và cái logo chữ Ford được mạ chrome sáng bóng lên làm cho cái chữ Ford này nó sang trọng và nó nổi bật lên. Và đặc biệt là xe của chúng ta là được trang bị là radar cảm biến luôn, ở vị trí này là cái radar cảm biến, và ở mặt phía trước này đó, mặt phía trước này là chúng ta có tới 6 cái cảm biến. Cái cảm biến bên hông này là có tác dụng là hỗ trợ cho cái xe của chúng ta là đổ xe chủ động song song ha. Đó, chúng ta là đổ xe chủ động song song luôn. Rồi, cụm đèn là full led luôn, projector, bi cầu led full led luôn, có dãy đèn chiếu sáng ban ngày, đèn pha cản cũng vậy luôn ha. Xe là mới về cập bến luôn, cho nên là bao ni lông nè, còn chụp mâm luôn nè, đó, còn dán chụp mâm luôn ha. Đó, xe của chúng ta là xài cái mâm là mâm 18 nha, mâm 18. Vỏ nè, vỏ này là xài cái vỏ là Bridgestone, vỏ xịn nhập ha. Đó, và đặc biệt là xe của chúng ta cái mang cá là có cái dòng chữ là biturbo. Xe sử dụng động cơ là trang bị 2 turbo cho cái công suất cực đại là 213 mã lực, mô men xoắn cực đại là 500 newton, rất là khỏe nha. Xe của chúng ta sử dụng cái động cơ biturbo này là chung với cái mẫu xe Ford Everest đó, và Ranger Raptor xài chung cái động cơ biturbo 2.0 lít diesel, hộp số là số tự động 10 cấp luôn. Đó, dòng xe Ford Ranger quay chắc này đó, quý vị các bạn lưu ý là xài chung động cơ với Everest nè, rồi Raptor luôn, hộp số tự động 10 cấp. Xe của chúng ta thì được trang bị sẵn luôn là cái ba ga mui đó, và cái bệ bước chân nè, hay còn gọi là cái cản hông đó. Hệ thống phanh là phanh đĩa ABS hỗ trợ phân phối lực phanh trên mỗi cái bánh xe, và đặc biệt là xe của chúng ta là được hỗ trợ là cân bằng điện tử và chống lật xe ha, chống lật xe. Và một điều đặc biệt là xe của chúng ta là có hệ thống chống trộm.
rất là dạy nha. Cụm gương là được tích hợp đèn xi nhan ha, đèn xi nhan, và gương là chỉnh điện gập điện luôn, có sấy gương luôn đó. Đây mình đi vòng ra phía sau luôn nha. Xe là xe của chúng ta là hai cầu ha, 4x4 hai cầu, số tự động. Riêng đối với dòng Ranger quay chắc thì phiên bản cao cấp xịn sò, cho nên là được trang bị thanh thể thao luôn đó. Và đặc biệt là có lót thùng luôn, lót thùng hạn chế da đập ha, bảo vệ cho cái thành thùng của chúng ta. Và đặc biệt là cản nè, cản là cũng có trang bị cảm biến luôn, cảm biến và camera lùi luôn ha. Đó, dòng cao cấp mà, cho nên là có camera lùi luôn đó. Đó, một điểm đặc biệt trên dòng xe quay chắc và rắp to đó chính là cái bửng sau được trang bị thêm một cái thanh xoắn trợ lực, giúp cho chúng ta mở bửng xuống á thì sẽ rơi xuống một cách là rất là nhẹ đó. Và chúng ta đẩy bửng lại cũng vậy, chỉ cần một ngón tay thôi đó. Đó, rất nhẹ nhàng ha. Trên xe cái là biết cái xe là chưa khui luôn không. Đó, đây nè, bao ni lông còn nè, còn chùm ghế nè, thấy không? Đó, xe là chưa khui luôn, mới cáo luôn. Còn cái mùi gọi là mùi nhựa ha, còn mùi luôn. Ha, ha. Mùi mới. Xe là ghế là toàn bộ là ghế da hết nha. Đó, phân khúc là quay chắc này là ghế da hết. Vô lăng cũng vậy, vô lăng là cũng được bọc da và may chỉ khâu, rất xịn sò, vô lăng 4 càng. Đó. Rồi, để bây giờ mình khám phá thử coi là dòng xe này là được trang bị những cái tiện nghi và tiện ích tính năng gì đây. Đó. Thứ nhất là về chế độ lái đi ha. Xe này có kiểm soát tốc độ hành trình adaptive rear control. Đó. Có hệ thống là cảnh báo chướng ngại vật. Đó. Và hỗ trợ là phanh tự động luôn ha, khi mà phát hiện ra chướng ngại vật ở phía trước đầu xe. Đó, tại vì xe được trang bị radar cảm biến luôn mà. Và đặc biệt là có giới hạn tốc độ nè và kiểm soát tốc độ. Đó, limited giới hạn tốc độ. Ngoài ra thì xe được trang bị hệ thống cảnh báo chống lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường. Đó. Hộp số thì hộp số này là số tự động 10 cấp ha. Xe chúng ta là hai cầu nha, hai cầu nhanh, hai cầu chậm, gài cầu điện luôn và hỗ trợ là khóa quy sai luôn. Đó, hỗ trợ đổ đèo, đổ đèo. Hỗ trợ đổ xe chủ động song song. Rồi, cảm biến, hỗ trợ chống trơn trượt. Ngoài ra thì có sấy gương, sấy ghế, sấy kiến trước, sấy kiến sau ha. Máy điều hòa tự động. Máy điều hòa tự động. Rồi volume tăng giảm âm lượng đó, vậy thôi. Cổng sạc 12V, cổng sạc USB đó. Màn hình TFT, cảm biến 8 inch đó. Hệ thống đèn là tự động luôn, tự động điều chỉnh là sáng tối ha. Tự động điều chỉnh là qua code luôn. Khi mà chúng ta đi trời mưa nè, hoặc là trời mà chập tối á ha, vừa chập tối xuống thì hệ thống là sẽ tự động là mở đèn luôn, chúng ta không cần phải điều chỉnh gì hết. Chiếu hậu ở trong xe thì sẽ tự động điều chỉnh chế độ ngày đêm ha, tự động điều chỉnh chế độ ngày đêm luôn đó. Ngay vị trí này thì được bọc da được bọc da rất là xịn sò nha, đường chỉ khâu nổi cộm lên đó, rất là sang trọng. Và nhiều cái chi tiết ở trên xe này được mạ chrome sáng bóng, tạo cho chúng ta cái cảm giác là rất là sang trọng và sắc nét. Phía sau này thì mình ngồi cảm giác cũng rất là rộng rãi đó. Và phía sau này thì cũng được trang bị là hai cái cổng sạc luôn, chúng ta cũng có thể là sạc cái laptop hoặc là cái iPad gì đó được luôn ha. Đó, ngồi hai người ba người đều được hết. Quá ngon lành này, thấy không? Toàn bộ nội thất là xịn sò, ghế da rồi hết rồi. Quý vị nào muốn sở hữu cái xe này thì chúng ta là lụm thôi, chốt ngay thôi. Đó. Quý vị mà thích cái màu cam này thì xe là đang có sẵn luôn ha.
đang có sẵn luôn, màu cam nè, màu xám nè, hoặc là thích màu trắng thì có màu trắng luôn. Đây, màu trắng. Đó. Hai cầu điện và đặc biệt là số tự động. Đó, số tự động. Xe là có sẵn giao nhanh luôn. Anh em quý vị nào mà muốn sở hữu ngay một cái con xe Whitechuck 2022 thì nhấc điện thoại gọi cho Niềm, số điện thoại Niềm có để dưới màn hình. Và clip hôm nay thì Niềm xin chia sẻ tới đây thôi. Xin được trân trọng kính chào.